Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Vâng, cháu xin mến chào tất cả các ông bà các bác và xin chúc tất cả các ông bà các bác tràn đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe với gia đình. Anh già, nhưng mà hôm nay có vẻ như là không thấy năng lượng tràn trề tí nào á. Vâng, hôm nay thấy hơi buồn buồn một tí. Đúng quá rồi à? Em thì có một chút lo lắng về vợ, cũng như là các anh đều thấy vợ em bụng hơi to á. Lo lắng về vợ một chút, chứ nó là nhớ vợ con ở nhà nhiều hơn. Chỉ là nhớ vợ thôi chứ không phải là lo lắng nhiều, đúng không? Vâng. Thế là lần đầu tiên đi xa thì ai cũng như vậy thôi các bác ạ. Xuân Thiệu và em Sùng cũng sang bên Cao Bằng này cũng được một thời gian khá là dài rồi. Đó, anh em cùng xa nhà cả tất cả vì công việc, vì bà con thôi. Nên là hôm nay em Sùng đi thì cũng... thút tha thút thít cả đó. Tối hôm qua hình như là nhớ vợ quá khóc hay sao ấy, anh thấy cứ sụt sạt sụt xịt phải không? Ôi không phải đâu anh, em có khóc đâu. Không đâu, chỉ rơi nước mắt thôi phải không? Đúng, em không rơi nước mắt, không đâu vào đâu đâu mà. Không đâu vào đâu á? Anh thấy là sụt xịt rồi. Còn bảo là không biết là như thế nào, em Sùng hôm nay sụt xịt anh biết rồi, nhưng mà cũng không dám hỏi vào nữa, hỏi vào sợ lại khóc hòa nên anh không dỗ được. Không, em bình thường quá. Lần đầu tiên xa vợ thì bây giờ khéo khéo thì vợ chỉ nói vài câu khéo là bỏ về luôn đấy nhỉ. Vâng. Cô bác thân mến, hai anh em đang có mặt chỗ đường vào nhà của hai cháu bị bỏ rơi, đó là cháu Phượng và cháu Tuấn cô bác ạ. Một cái hoàn cảnh cũng hết sức là đặc biệt và khó khăn cô bác nhá. Đó, hai cháu hiện tại đang ở một cái căn nhà lán nhỏ thôi. Bây giờ thì bố cũng đi lang thang, mẹ thì đã gọi là ngày xưa bố đi ở rể ấy, nó không tròn vẹn cái gia đình nữa. Bây giờ mẹ lại không cho bố con ở đấy nữa, nên là bây giờ hai cháu khác về đây ở một cái ngôi lán, ngôi nhà nhỏ ở trên thung lũng núi của bác. Anh em tiếp tục quay về đây mua một cái phần quà cho các cháu đây, một thùng mì, một bao gạo 10 cân và một túi nhiều đồ nhu yếu phẩm của bác nhé. Đó, để cho các cháu có thêm những cái lương thực ăn dài ngày hơn. Tại vì là anh em chuyến này quay về cũng không biết là lúc nào mới quay về đây được nữa. Đó, một cái món quà trị giá là 370.000 của bác ạ. Một bao gạo ở đây, bao gạo 10 cân ở đây. Một thùng mì là vào 90.000, với lại 100.000 tiền nhu yếu phẩm mắm muối nữa là vào 370 bác ạ, để vào cho các cháu. Một cái món quà này là của cô Xuân Vũ ở bên Úc của bác nhé. Cô Xuân Vũ ở bên Úc cháu cũng có một cái quỹ cho bà con nghèo vùng cao ấy, thì cái quỹ này thì cô cũng bảo là Xuân Thiệu đi đâu gặp bà con thì sẽ mua gạo và những cái món quà dành tặng lại cho bà con. Đó, hôm nay thì Xuân Thiệu cũng mua vào đây rồi. Cái khoản của cô Xuân Vũ trước có gửi cho bà con nghèo là 10 triệu của bác ạ. Đó, hôm nay thì cũng thay mặt cô là mang vào đây rồi. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng theo anh em nhé, đi vào trao lại và thăm lại các cháu để tặng lại cái món quà này. Đấy, để xem là cái cuộc sống bây giờ có anh em vào rồi nó có khác xưa không. Đó, bây giờ thì nói chung là anh em vào có quà, có các thứ này thì cũng giúp cho các cháu có thêm một cái niềm vui rồi các bác ạ. Đó, bây giờ mình đi thôi nhé. Vâng. Nào, mình đi thôi. Ây dồ. Ủa, hình như hai cháu này này anh. Hai cháu nào? À, đây. À, đây đây. Thật. Ồ. Xin chào. Ôi dồi ôi. Thế đi lấy cái gì về kia? Quả chuối á? Ồ, thế hai chị em đi vào đâu lấy? Trên rừng à? Trên rừng à? Vào tận đâu lấy? Trên kia. Nên là trước mặt đây hay là như nào? Trước mặt kia họ không cho lấy đâu. Trước mặt kia họ không cho lấy á? À? Thế là của người ta à? Thế hai con lừa vượt tận đâu lấy? Vượt đằng núi kia á? Thế là vượt bên kia sang à? Ôi dồi ôi. Trời ơi, thế bác xem nào, thế đuốt được nhiều không? Được quả xanh thôi. Quả xanh thôi á? Ồ. Xem nào. Ồ, cái chuối này chả chuối non à? Chuối xanh anh à, đấy. Chuối xanh á? Ừ. Dồi ôi. Cái này thì đợi xem nào. Cái chuối này là chả chuối ố có mấy quả vàng vàng rồi đấy. À, ăn một hai quả này. Ăn một hai quả rồi à? Ừ. Chuối này là như là chuối non. Thế cái này là chuối nhà mình hay là nhà của người ta hay là ở trong rừng? Ở trong rừng á? À? Thế hai chị em đi từ bao giờ bây giờ mới về đến đấy? Buổi sáng đi rồi. Buổi sáng đi rồi á? Bây giờ mới về đến đây. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là vào 2 giờ chiều rồi các bác ạ. Thế là đi từ sáng rồi, hai chị em bây giờ mới quay về. Ôi dồi, cái đi xa lắm à? Thế nên vượt cái chỗ núi này còn đi xa nữa không? Có. Còn đi à? Thế là ngày nào hai chị em cũng vào rừng để mà tìm chuối, tìm các thứ thế này? Cái này cũng khá là nặng anh ạ. Được mấy nải chuối xanh của bác ạ?
Thế thế cái gạo trước bác lấy vào kia thấy đã hết rồi mà phải đi tìm chuối thế này. Còn. Còn á? Ồ, thế còn sao không nấu gạo ăn này lại còn đi tìm chuối xanh này về ăn nữa? Chỉ nấu một bữa thôi, nấu hết, nấu thì hết, không còn gạo ăn. À, tức là bây giờ là chỉ nấu một bữa thôi, nấu hết sợ không có gạo nấu ăn á? Ồ, cứ nấu bình thường thôi nhá. Ừ, thế thì cái chuối thì cứ lấy về cũng được, nhưng mà lấy về để giấm nó chín hăng ăn nhá. Ồ. Đấy, bây giờ thì sợ hết gạo. Cứ nấu ăn đi, đợt trước bác lấy vào đây cứ nấu ăn đi, hôm nay bác lại lấy vào thêm nữa đây này. À, cứ nấu ăn xong rồi bao giờ hết thì bác lại quay lại bác lấy lên cho nhá. Ồ, trời ơi, hai chị em. Đi rừng mặc quần áo thế này thôi, không có mặc quần áo dài đi thì con muỗi nó không đốt cho à? Ôi giời. Quá. Đi về đây. Đâu gì nhỉ? Tuấn về đây bác xem nào. À? Đi về em mỏi lắm. Ờ, mỏi lắm rồi à? Mỏi lắm. Ôi ô. Đói chưa? Hả? Đói rồi à? Đói rồi à? Bác xem nào. Cái bụng này là đói lắm rồi phải không? Thế sáng nay đi có ăn gì hay ăn mới đi hay là lên trên rừng ăn quả chuối? Ăn cả chuối trên rừng á? Ồ, thế lần từ sáng nay là hai chị em là không ăn gì là đi vào rừng rồi. Ồ. Thế là không có quả chín nào mà toàn quả xanh thế này á? Thế cái này là chuối rừng thế này là mình đi chặt xuống trước rồi hay là nó đổ xuống mới lấy? Đổ xuống. Ồ, thế là đi tìm cây nào đổ xuống là lấy. Toàn túi non thôi. Tháng nay hai chị em đi là nhịn đói đi thôi á. Ôi ồ. Bây giờ nhá, bác bảo này, bây giờ không phải nhịn nhiều như thế đâu nhá. Bây giờ có gạo ấy, bây giờ các cháu cứ lấy về nấu cháo lên nhá. Nấu cháo lên thì ăn sáng xong đi đâu tìm cái gì thì hăng đi. Nghe chưa? Ồ, đấy, bây giờ hai chị em cứ đi núi đi rừng tìm thế này thì là nhịn đi cả ngày thế này lại mệt lả người. Đấy. Thế dạo này mấy hôm bác lên đây thế bố có về lần nào chưa? Chưa. Cũng chưa về. Ồ. Thế có chú hay là có ông bà có vào chơi lần nào chưa? Hả? Cũng chưa. Ồ. Em khổ nhỉ. Trời ơi. Là tội. Đi về đi, đi về. Đi về xong là bác vào nhé. Ừ. Lấy đồ. Đâu lấy cái túi nhu yếu phẩm các thứ cho anh cầm bữa. Anh khổ. Để anh cầm cái túi. Từ từ chờ bác về. Chạy gì nhanh thế? Các cháu cứ toàn nói chung là trên rừng trên núi này thì phần đa là như vậy các bác ạ. Đi rất là khỏe luôn. Đấy, đến em Sùng ở trên Hà Giang đi núi quen nhỉ, hình như về đây leo đường bằng ấy lại mệt hơn ấy nhỉ. Đúng anh. Có mệt hơn không? Em thấy các em đi khỏe lắm. Đấy, đào cái gì ở đây? Hả? Có củ gì ở đây à? Biết, hình như củ gì anh ạ. Ồ. Củ gì ở đây á? Hai đầu ở dưới. Cả cái khu này như này cũng không dòng được ngô đây này. Đấy, đúng rồi. Dưới này thì dòng được, nhưng bên trên này thì không dùng được các bác. Ừ. Ở phía dưới này có những cái gốc ngô này là có đường là dòng được kênh ngô. Nhiều đất như thế này nhưng mà cũng không phải là chỗ nào cũng dòng được đâu. Những chỗ nó cằn ấy thì dòng nó không hiệu quả, mới lại mất nhiều công sức lắm. Nên là con ở đây họ cũng không dòng. Đây này. Những cái bãi này toàn cái cỏ danh này là họ cũng không dòng đâu các bác. Đấy, là chỉ làm bãi chăn thả các thứ thôi. Ở khu này thì cũng có vài ba hộ. Nói chung là dân rất là thưa thớt. Các cháu ở cái khu này toàn kiểu như là thông lũng núi. Đấy, cứ buổi đêm xuống thì ở đây thì vắng vẻ lắm. Nhưng mà ở đây cho em Sùng ở đây một mình có dám ở không? Dạ. Ở đây một mình có dám ở ví dụ cái nhà như các cháu này không? Anh ạ, nếu mà để mà có rắn ở hay không thì ai cũng không dám ở đâu. Thế nhưng mà... không có thì phải ở đấy chứ anh biết làm nào được anh ạ. Không có là phải ở thôi. Ừ, yeah. Phải chấp nhận thôi. Còn nếu mà bảo là dám ở hay không thì em tôi sợ lắm. Không có chỗ ở thì phải ở thôi. Vâng. Chỗ nhà cháu này thì là cái nương của ông bà. Nghĩa là làm nương ở trên này lâu lắm rồi cô bác ạ. Đấy. Bây giờ thì các cháu không có chỗ ở nữa thì... hoặc là chắc ông bà mới cho cái góc này để mà
mà làm được cái lán lên cho các cháu ở ấy. Đó. Ô, hai em chạy nhanh thật. Hả? Chạy nhanh thật. Đấy. Đây còn không biết là có cái chuồng là cái gì từ đời nào rồi đi. Ừ. Nhanh thế. Chạy nhanh thế. Chạy nhanh thật. Chạy nhanh thế. Ôi giời. Để đấy à? Để đấy được. Lần sau ngủ dậy thì gọn gàng một tí nhá. Cái giường này là giường cháu Phượng phải không? Hả? Ờ, lần sau ngủ dậy thì gấp gọn màn chăn các thứ vào. Để thế này luộm thuộm thế. Cái này hơi luộm thuộm thật. Ờ, này không ai bảo. Đấy, cái này không có chiếu à? Hả? Ôi dồi ôi, cái giường này. Cái giường nó ấy hết rồi anh ạ. Cái giường ấy thế này còn nằm gì vơ. Sụt xuống hết thế này. Sụt xuống rồi. Ôi dồi, cái này tụt xuống hết thế này hả? Hả? Cái này bị sao mà ướt thế này hả Phượng? Hả? Hôm qua tệ xuống đây á? Không phải em đâu, em rửa em. Ồ, thế là em phong phải không? Không, em. Ồ. Thế lại ngủ tè dầm ra được? Không biết á? À. Lớn thế này vẫn còn tè dầm. Hả? Ôi xấu hổ quá. À. Lớn thế này vẫn còn tè. Chị biết cười thôi. Chị biết cười. Thế đừng nghịch, không nghịch. Cái đấy đó. Tí đi ấy đó. Bàn tay đó. Đấy. Đấy, còn cái ba lô đây này. Cả cái những dụng cụ đi học về cháu Phường phải gọn gàng vào nhá. Thế này cả cái sách vở các thứ này này, ba lô đi học với này này. Đấy, cả cái sách vở gọn gàng như thế này. Đó. Bây giờ buổi đêm là lại chạy lên nhà ông bà để học. Phải không? Ừ. Tối quá. Thế đi thì tối lấy cái gì mà soi đường đi? Ông bà về đón. Ông bà về đón á? À. Ôi dồi. Ông bà về đấy đón đi học xong lại đưa về. Ông bà bật đèn đến đón xong rồi đi học ở bên kia. Ồ, ông bà lấy đèn bật soi đường cho phải không? Ừ. Thế sao không mượn cái đèn của ông bà đi để mà đi lại nó thấy đường à? Còn cái tối thế này thì đi đường núi thế này làm sao được? Ông bà chỉ có một cái thôi. Ông bà chỉ có một cái thôi á? Ừ. Để bấm vào nhà ông bà. Ừ. Ồ. Thế. Thế từ sáng giờ đến bây giờ là buổi chiều rồi. Hai chị em là cũng chỉ ăn mấy quả chuối ở trên rừng thôi. Ồ. Thế nấu cơm nấu các thứ lên ăn. Những cái gạo trước bác lấy vào không nấu lên à? Không có gì à? Ăn lên cơm nhưng mà ăn hết rồi anh ạ. Đâu à? Đây, đây. Ồ, đây là nồi cơm rồi. Ừ. Mà hết mất rồi. Hết rồi. Đó là tội khổ. Thế bây giờ hai chị em khác ở thế này có nhớ mẹ nhớ bố không? Không. Không nhớ á? Ừ. Ồ, thế Tuấn có nhớ không? Không. Cũng không. Sao lại không nhớ bố mẹ mình mà? Bố mẹ chửi. Bố mẹ chửi á? Ừ. Ồ, bố mẹ chửi là không thèm nhớ nữa. Ừ. Ồ. Thế, từ ngày về đây là bố chưa về đây lần nào? Không. Ừ. Như thế là cũng không thèm nhớ bố nhớ mẹ nữa. Ừ. À. Thế ngày xưa bố với mẹ với cháu ở nhà đấy là mẹ nói bố nhiều lắm à? Có hay cãi nhau nhiều không? Không. Nhưng mà mẹ bảo là bố không đẹp. Bố không đẹp? À. Ồ. Không cãi, không chửi mà bảo mẹ bảo bố không đẹp thôi. À. Ôi dồi. Cái này mới tội nhỉ. Hãy thân hai con là trước là ở nhà mẹ xong là các chú đi đón về à? À. Hay là hai con khác về? Các chú về đón. Các chú đi đón về đây. Ừ. Thế thêm hôm đón về đây bố có ở đấy về cùng không? Bố chỉ ở 2-3 ngày bố đi rồi. Ở đấy á? À? Nghĩa là ở nhà mẹ á? À? À. Là 2-3 ngày là bố đi luôn. À. Từ ngày đấy là đi luôn. À. Ồ. Thế mới khổ nhỉ. Thế là các chú đón về đây là mới làm cái nhà này cho. À. Thế hôm chú đón này mẹ có biết không? Có biết là chú đón các cháu về không? Mẹ biết nhưng mà mẹ không lấy đâu. Mẹ không lấy? Ừ. Mẹ cũng không nói gì? Không. Ồ, mẹ không dặn gì các con á? Không. Khổ nhỉ. Cháu này
Thế anh Thủy trước anh em cũng vào đây thì anh cũng bảo là cháu bị kiểu như là trầm cảm, nghĩa là không được minh mẫn ấy. Đấy. Thế mới khổ chứ nhỉ. Bây giờ hai chị em khắc thủy thủy ở cái nhà như thế này. Thế bây giờ có con mong bố về với các cháu không? Có. Có mong bố về à? Ờ. Thế về ở nhà này là cháu đỡ sợ phải không? Ừ. Thế hai chị em như thế này buổi đêm ngủ có sợ không? Không, không sợ. Không sợ thì không nhớ bố thì còn mong bố về làm gì? Hả? Mong bố về cho tiền đi học. Ồ, mong bố về cho tiền đi học á? Trời ơi. Thế thì bố cứ đi như thế thì biết là đi làm hay là đi đâu có biết không? Không. Cũng không biết. À. Thế thì không biết bố đi đâu thì chắc gì bố về bố đã cho tiền mà. Chắc gì bố về đây có tiền cho hai con mà đi học mà mong. Mong thì mình không mong thì đi học thì thấy các bạn ăn kẹo, mình không được ăn kẹo mình thèm. Ồ. Thế là đi học là nhiều bạn ăn kẹo lắm à? Ồ. Thế mình khổ chứ nè. Người bố người mẹ cứ đi như thế thì đúng là các cháu không có cái gì là dễ dàng cả. Thiệt thòi nhất. Lên này chúng bạn chúng bè có quần cái áo mà mặc. Thế hai con như thế này đi học thì có mấy bộ quần áo mà mặc đi học? Hai ba bộ thôi. Hai ba bộ thôi gì? Ừ. Ồ, thế là nhà trường cho hay là ai mua cho? Nhà trường cho. Nhà trường cho. Ừ. Thế quần áo bình thường thế này thì các cháu có mấy bộ? Hai ba bộ. Cũng hai ba bộ như thế thôi. Ồ, thế là đi học là cũng mặc quần áo như thế này đi học á? À? Ừ. À, đấy. Hai ba bộ thì cứ phải chịu khó giặt giũ vào nhé. Giặt giũ vào cho nó sạch sẽ xong là mình đi học nó được thơm tho nghe chưa? Ừ. Em bây giờ các con ở nhà thì nấu mỗi ngày bao nhiêu bữa cơm? Một bữa thôi. Bữa tối hay là bữa sáng? Bữa sáng. Bữa sáng nấu ăn. Ờ, thế từ giờ đến tối thì nhịn á hay như nào? Nhịn thôi. Nhịn thôi. Thế tối không nấu à? Không. Ồ. Sợ hết cơm. Sợ hết cơm. Ồ. Cứ nấu về ăn đi xong rồi mỗi ngày một bữa như thế thì chả đói lắm à? Ăn quả chuối nó cũng không đói lắm đâu. Ăn quả chuối nó không đói lắm đâu. Đó. Thế thì là cứ từ lúc hai cháu ở thế này cứ toàn đi tìm quả chuối về ăn thế thôi. Ừ. Ôi dồi. Này có phải là lúc nào cũng có quả chuối đâu? Cũng hết nhưng mà khi nào đi xin chú thì chú hết mấy là phải nhịn. À. Nghĩa là lúc nào không tìm được quả chuối đi xin chú có hết mềm mé là lại phải nhịn luôn. Ồ, mấy lần như thế rồi? Hai ba lần. Hai ba lần rồi. Thế sao lên đấy ví dụ chú có mềm mé các thứ thì hết thì bảo chú Tín làm cho thì mình ăn. Nhưng mà hết rồi. Ồ, thế nhưng bây giờ ngô nhà chú Tín còn nhiều không? Còn ít lắm. Còn ít lắm á? Ừ. Còn ít như thế thì bây giờ là các con lên xin là chú còn cho không? Không cho rồi á? Chú bảo là ít ngô lắm, hết mén mén rồi. Ồ. Đi tìm cái gì thì tìm, chú bảo thế. Chú bảo thế á? Hả? Ồ, tức là chú bảo ít ngô lắm nhưng đi tìm được cái gì ăn thì tìm. Hả? Trời ơi. Thế chú bảo thế lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi cái gì? Từ lúc đấy còn lên nhà thú chú xin nữa không? Không. Cũng không lên nữa. Hả? À. Thế là chú bảo thế là bây giờ hai chị em là cứ toàn đi tìm quả chuối thôi. Thế mới khổ. Trên rừng kia có phải lúc nào cũng có chuối đâu. Vào cái mùa này thì là phần đa là hết chuối rồi. Ừ, đúng anh ạ. Nó chưa kể là hết mà nó còn không có mưa nữa. Mùa khô này là không có nữa đâu mà. Ừ. Thế nhưng cái chỗ cháu mà đi lấy quả chuối này có nhiều chuối nữa không? Còn 2-3 nữa. 2-3 buồng á? À? Nghĩa là 2-3 buồng nữa là hết à? Dạ. Ví dụ bác không lấy gạo vào đây 2-3 buồng kia hết thì hai con lại đi kiếm cái gì mà ăn bây giờ? Phải nhịn. Ồ, thế hai nhịn đói lắm à? Ồ, gầy gòm hết thế này các bác. Thế mới khổ mới tội cho các con. Đấy. À, không phải nhịn nhiều thế đâu nhá. Những cái gạo trước bác lấy vào, hôm nay bác lại lấy bao gạo cho cái cả. À, sợ các con đói thì bác cứ lấy gạo vào. Bây giờ thì cứ nấu cháo ra nhá. Nấu cháo ra cái nồi ấy, xong là ăn cả sáng cả tối chứ không nhịn buổi tối như thế đâu. Ừ. Thế là đi đến trường là các con vẫn được ăn một bữa ở trường chứ? Phải không? Ừ. Ăn sáng ví dụ hai chị em ăn sáng xong là đi học.
Buổi trưa đã ăn ở trường thì tối lại về. Tối về là lại không nấu cơm nữa. Thế mới khổ chứ này. Không phải thôi các bác ạ. Bây giờ nếu mà các cháu cũng lo sợ thì mai mốt sợ không có cơm, không có gạo cái gì đó ăn thì sẽ bị đói ấy. Đâm ra là các cháu cũng sợ nấu hết thì lại không có cái gì mà ăn. Bây giờ mùa này là mùa khô này thì khó kiếm cái đồ rừng lắm. Đấy. Thế bình thường ví dụ mọi năm kia trước hàng bao nhiêu năm cháu về đây thì ông bà không lấy cái gì cho con ăn à? Không lấy cái gì cho? Ừ. Khi nào ông bà có, ông bà mới cho. Ông bà có mà ông bà mới cho. Thế lên nhà chú không có thì sao không biết xuống nhà ông bà mà xin ông bà mèn mén? Ông bà cũng hết rồi. Ông bà cũng hết rồi à? Ừ. Ồ. Thảo nào, đúng rồi. Thế cái nương ở trước mặt này này, thế vụ vừa rồi mụ ngô kia là nhà nào rồng? Nhà của chú rồng. Có chú rồng á? Ừ. Ồ. Thế mèn mén ngô là chú lấy về hết à? Ừ. Ôi dồi. Thế chắc là chú dùng cái ngô xong là mới lấy về xong là các cháu lên mấy cái cho mềm mén á. Chắc là thế này. Nếu mà cô chú không được dùng in đường này thì chắc là không cũng, có cho đâu. Bởi vì hai không cho. Hai em nhỏ để mà chồng làm nương là chồng cây cối cái kiểu là không làm được. Rồi hai cháu còn đi học mà. Ừ. Thế cây bãi này chú dùng có được nhiều ngô lấy về không? Được ít thôi. Được ít thôi. Một tí thôi mà cái mảnh nương này một cái góc này thôi không có nhiều đâu các bác ạ. Ừ. Đấy. Thế chắc là chú thím dòng nương này xong lấy về xong là mới cho ngô như thế thôi. Nhưng mà không dòng thì chắc là không bao giờ có. Chắc thế rồi. Ừ. Bởi vì không trồng thì có hai em này cũng về đây 3-4 năm rồi, chắc là có chú hỗ trợ một tí mà. Mà dù không có nhưng cũng phải cho một ít đấy. Thế mẹ không thương các cháu nữa, thế ông bà ngoại cũng không nói gì với các cháu à từ lúc về đây ấy? Không. Không. Mà khổ dữ vậy các bác. Đấy, những cái gia cảnh mà như hai cháu này có bố có mẹ mỗi người một phương một nơi như thế thì thiệt thòi nhất là vẫn là các cháu thôi. Đấy. Có bố có mẹ cũng như không, như là các cháu mồ côi tự thân tự diệt thôi. Bây giờ kiếm được cái gì thì ăn cái đấy, không kiếm được lại nhịn. Đấy, đây này các bác, cái áo của cháu đây này, quần áo đây này, rách hết rồi đây này. Đó. Đó, bác xem nào. Thế cháu Tuấn có mấy cái quần như thế này? Con có bao nhiêu cái quần? Hai cái thôi. Cái mặc cái này hôm tối lại lấy ra lại đổi cái kia mặc à? Thế là con đi học cũng vẫn mặc cái quần này đi phải không? Đi học là vẫn mặc cái quần rách này đi các bạn. Khổ. Cái ngôi nhà này. Đâu cái quà đâu em ơi, lấy ra đây để trao tặng lại cho các bạn. Đây đấy. Lấy cái bao gạo với lại thùng mì ra. Để đây được nhỉ. Đấy có túi nhu yếu phẩm. Ừ. Thùng mì đâu? Để mì ở đây anh ạ. Đấy. Đấy hai cháu Phượng với cháu Tuấn nhá. Hôm nay bác vào đây thì có thêm một cái món quà của bà Xuân Vũ ở bên Úc nhá, có gửi cho hai con nhá. Trị giá là 370.000 nhá. Bao gạo mấy thùng mì mấy đồ nhu yếu phẩm kia để hai con nấu lên ăn nhé. Cháu cảm ơn bà. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi quá rồi bà. Cố gắng lên nhá. Nào Tuấn nào, cảm ơn bà nào. Ngồi. Cảm ơn bà. Luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Con cảm ơn bà, lần sau không được nói chống không như thế chứ. Con nói lại nào. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà đã cho con rất nhiều quà. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, giỏi quá. Con giỏi. Đấy. Thế nào, hôm nay bác lại lấy quà vào cho nữa thì các con có vui không? Có. Vui thế nào lắm, nói bác nghe nào. Con hơi vui. Khi con về đây là con không được ăn gạo ăn nữa. Nghĩa là về đây là không có gạo ăn nữa. Các ông bà cho con rất nhiều quà, nhưng con không phải nhịn đói nữa. Thế là bây giờ có quà là hai con không phải nhịn đói nữa phải không? Đấy, bây giờ thì cứ nấu lên mà ăn nhé. Nấu mì tôm lên để làm canh ăn với cơm. Đó. Đây thì
mùa này trở ra thì hình như là đã không có dây rồng làm rau canh rồi. Ừ, đúng anh ạ. Cũng xin được trân trọng cảm ơn cô Xuân Vũ ở bên Úc rất là nhiều. Những cái khoản tiền của cô gửi về để giúp đỡ bà con ở trên vùng cao rất là lớn. Nên là những cái món quà và những cái hoàn cảnh khó khăn như là hai chị em cháu Phượng và cháu Tuấn này thì cực kỳ là ý nghĩa của bác ạ. Để cho hai con có cái bát cơm gạo mà ăn qua ngày, qua tháng. Đó, còn không thì hai cháu toàn phải nhịn thế này. Cũng là rất là tuyệt vời. Đấy, em Sùng thấy thế nào? Anh ạ, em thấy một cái điều ở đây là rất là vui mà khi em đã được với anh trao những cái phần quà thế này để tận tay cho các em ấy. Em thì thấy các em ấy rất là tội thôi. Đấy, thì em cũng rất là vui và cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô thật nhiều sức khỏe thầy ạ. Em bây giờ sang bên này thấy những cái hoàn cảnh nó như thế này thì nó cũng rất là đáng thương, đáng tội thế này. Thì cái cuộc sống ở bên này thì em thấy so với lại ở chỗ nhà em cũng là vùng núi thì thấy nó như thế nào? Cái cảm nhận của mình nào? Cảm nhận của em là lúc đi sang đến đây á, có nhìn thấy ở đây với bên kia là nó không có gì khác lạ về cuộc sống đâu, nhưng có một cái khác biệt ở đây là các em ở đây có thể nói được tiếng rất rất là giỏi luôn. Đấy, công nhận là họ nói rất là giỏi, nhưng mà ở trên kia thì anh thường thường anh và anh có thể nhìn thấy là các em ở bên đấy có bằng tuổi này, thậm chí có người bằng em còn chưa biết nói tiếng đâu. Đấy. Cái gì cái này nó cũng phải đi học hành mới biết được. Vâng. Hai con này được cái là cũng được đi học. Được đi học của bác ạ. Đấy, hai con phải cố gắng đi học nhá. Không phải là không có bố không có mẹ ở gần rồi thì bỏ học là không được, nghe chưa? Mình phải cố gắng học vào, mai mốt lớn lên này đi làm cái thứ nó mới được nhá. Bây giờ bố mẹ cứ bỏ đi không cần đến các cháu nữa thì hai cháu cũng phải cố gắng tự thân lên thôi nhá. Bây giờ hai chị em cũng được cái là nó cũng lớn rồi, tự làm lo cho cái cuộc sống được rồi các bác ạ. Nên là cũng đỡ đần được phần nào. Đấy. Còn không thì ví dụ còn nhỏ tí thì không có người lớn thì là không ổn. Nhưng mà hai cháu này bây giờ đói cũng biết lên rừng lên núi mà kiếm quả chuối rừng hoặc là cái gì đó về nấu nướng rồi ấy. Bằng. Cũng rất là tội luôn. Bây giờ những con đi đâu thì buộc cái cửa vào nhá. Có đồ thế này phải buộc nó chắc chắc vào nghe chưa. Đấy, bây giờ bác đi thôi nhá. Nhưng mà nằm thế này nó còn chẳng nóng lắm à. Không nóng lắm đâu mà. Bây giờ thời tiết ở trên vùng cao này là vụ thu đông rồi các bác. Buổi tối là hay có lạnh rồi, có sương rồi. Nhà của hai em này gió mà lùa vào là nó rất là lạnh đấy. Cái này đến mùa đông tí nữa là không biết là hai cháu là ở như thế nào đâu á. Trong cái khe thung lũng này gió nó lùa từ hai hướng vào nó mạnh lắm anh ạ. Đúng rồi. Lùa vào thế này là cực kỳ mạnh luôn. Vâng. Thế thôi, khả năng là anh em mình đi thôi nhé. Anh đi nhá. Anh nhá, bác đi nhá. Cố gắng học nhá. Cố gắng. Rồi. Bây giờ hai con lấy cái gì mà nấu ăn thì nấu thôi nhá. Lấy mì tôm rồi lại gạo về nấu nhá. Đấy, bác đi thôi. Hôm nào bác có thời gian lên thăm hai cháu sau nhá.